rồi con thẻ thẻ vô đi, nhét vô con. Rồi, rồi đi. Con đi qua đi tới đi đi đi, đi. Đi luôn chị. Rồi tới rồi, mình đã bỏ thẻ vô rồi, mình đã được vô sở thú rồi. Bạn ơi, chu hu cao cổ bên này nè bạn. Bạn Roxy. Bạn không chào mình hả? Chào bạn. Rồi con đi đi. Đi nào. Ừ, mình đi qua chu hu cao cổ nha. Tê giác rồi đúng không? Nè con vô quay nhìn tê giác đi. Tê giác bự quá đó Si ha. Đó Si có thấy tê giác bự không? Ồ nó đang làm gì vậy ta? À nó đang ăn rồi, đúng rồi, nó đang ăn. Nó đang ăn sáng. À nó bự ghê luôn ha đó Si ha. Bây giờ Roxy đã tới vườn công. Có một chú công. Và những... À, nó đang bay kìa Roxy. Bạn công bay. Đẹp ha Roxy ha. Nó mà xòe cánh ra nữa thì đẹp nữa. À, nó xòe cánh kìa Roxy. Nó xin nó xòe cái đuôi kìa. Ồ, hết xòe rồi, nó xòe có chút xíu à. Nó xòe có chút xíu, chút xíu à. Con trắng trắng con gì đó, 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 nó xòe đuôi kìa. Wow, đó, nó xòe cái đuôi ra kìa. Mà nó không chịu quay qua mình. À, nó không chịu quay qua mình. Đó, đẹp quá. À, nó cho mình xem đó. Nó xin nói nó đi. Nó xin nói con công xòe đuôi ra đi. Cho mình xem. Xòe đuôi ra đây. Hồi nãy nó vừa kêu hả? À nó kêu đó. Nó kêu rồi nó tới. Chắc nó kêu bạn nó tới. Thôi mình đi nha. Mình mới vừa xem Linh Dương đầu bò. À nó kêu. Còn bên đây là Linh Dương Châu Phi. Còn bên này có vẻ hiền quá ha đó Si ha. Linh Dương Châu Phi hiền. Đậu đũa phải bỏ lạnh hả chú? À, đậu đũa phải bỏ lạnh thì nó mới ăn nha. Đặc biệt không? Con gà sao? Cái con nó hiền quá chứ. Nó suy nhìn nó đi. Con nó không thường nó đành. Nó đi kìa. Oh, nó đi, nó đi đâu vậy? Nó chạy rồi nó xí. Dễ thương không? Chú là đó đó. Chú đuổi nó đi. Nó vô nó ăn hiếp cái con kia. Chim bồ câu kìa. Chim bồ câu kìa. Trời luôn kìa, nó sẽ nói đói bụng quá à. Nè, đói bụng bằng bằng đúng không? Nó đói bụng quá, nó ăn hai con ăn chung với nhau. Đúng
màu đen rồi, còn là lại linh viên đầu bò phải là được. Không còn được xích đi một con chim bồ câu. Có một con chim bồ câu lạc vô chuồng hu chuồng nai. Không. Em bé kìa bố. Nó ăn thịt thì nó đâu có ở chung với nhau. Ê, một con bay qua nó. À đúng rồi, có thêm một con chim bồ câu nữa. Nhiều ha. Xa xa có một con gì? Có một con gì? Linh dương sừng kiếm. Yeah. Có con linh dương sừng kiếm. Nó đang đi dạo trong chuồng. À, hết rồi. Mình đã đi hết rồi. Bây giờ chúng mình sẽ đi xuống đường để chúng mình coi. Ừ, bây giờ mình